Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Ai Cũng Có Thể. Tuần rồi thì chúng ta đã được gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt cùng với một chuyên gia hiệu suất. Họ đã mang đến một không gian rất là tuyệt vời, chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như là những mẹo vặt hết sức thú vị. Và tuần này chúng ta sẽ gặp gỡ ai đây, những nhân vật đặc biệt như thế nào? Các Tường không để quý vị chờ đợi lâu. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh sau đây nhé. Biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương, nhà biên kịch nổi tiếng của hơn 25 bộ phim trên sóng truyền hình. Ngoài ra còn chấp bút cho hơn 68 bộ tiểu thuyết cùng nhiều truyện ngắn, tiểu phẩm hài khác nhau. Năm 1986, Thanh Hương đoạt giải nhất toàn quốc cuộc vận động sáng tác kịch bản thiếu nhi. Năm 2005, vinh dự trở thành hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Trong suốt quá trình cống hiến, nỗ lực hết mình, đến năm 2018, nhà biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương xuất sắc nhận được giải 3 Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Sở hữu nụ cười duyên dáng, lạc quan, Thanh Hương luôn mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh và khán giả yêu mến cô. Rồi, mời chị. Hưng xin chào MC Cát Tường, Hưng xin chào quý khán giả của chương trình Ai Cũng Có Thể. Kính thưa quý vị, nhiều khi là khán giả coi phim thì họ lại ít biết đến biên kịch, họ biết đạo diễn, diễn viên thôi. Cho nên là ngày hôm nay là Tường sẽ đi sâu một chút xíu để quý vị hiểu hơn về cái nghề này quý vị nhé. Thưa chị Hương, cái nghề biên kịch thì đòi hỏi nó phải có sự sáng tạo, nhưng mà nó cũng phải có kinh nghiệm sống nữa. Bởi vì chị phải đưa những cái kinh nghiệm đó vào trong cái nhân vật thì nó mới chuẩn. Như vậy thì chị tích lũy được những cái điều gì để đưa vào trong cái nhân vật mà chị viết? Có thể nói á, Hương xuất thân từ một cái gia đình, một hoàn cảnh là khá đặc biệt so với lại những bạn đồng trang lứa. Hương lớn lên trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ của Hương không có nhiều và Hương phải lăn lộn bươn chải. Đến tuổi trưởng thành, Hương va vấp phải hôn nhân cũng không được ngọt ngào. Và rồi sớm tan tành cánh buồm đó thì Hương phải nuôi con một mình. Thì những bôn ba, những cái trải nghiệm, những cái lăn lộn vào cuộc sống đấy đã giúp cho Hương tích lũy được rất 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 là nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Thật ra cái nghề biên kịch á, kiến thức là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải lăn xả vào, chúng ta mới đưa ra được một cái bộ phim, những cái lời thoại nó rất là đời. Yeah. Chứ nếu chỉ có kiến thức không á thì chúng ta sẽ đưa ra những cái kịch bản rất là sáo rỗng. Yeah. Nó không có chiều sâu của nhân vật. Nó không thật. Cho nên là khi mà Hương đã có những trải nghiệm thiết thực như vậy á, từng lời thoại của Hương, từng cái vai của nhân vật, nó là cảm xúc thật của một đời người. Tại vì thưa quý vị cũng biết là thật ra phim nó phản ánh đời thực, mà nếu như cái lời thoại của nhân vật nó không đời thực, đúng thì rồi, nó sẽ không có phản ánh được cái thực tế cuộc sống và sẽ không chạm vào được cảm xúc của khán giả. Đúng. Dạ. Thưa chị, như vậy thì em muốn hỏi một chút xíu, chị là một biên kịch nữ, thế thì cảm xúc của cái biên kịch nữ nó có khác so với những biên kịch khác giới khác hay không? Có khác. Như chúng ta đều biết, đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Cái bản chất của hai nam và nữ nó đã khác rồi. Cho nên là khi thể hiện văn chương hay là bất kỳ một cái gì, người ta nói văn sao là người vậy. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Hết văn họ sao thì người họ vậy. Cho nên đó thì người đàn ông á, là họ thường điềm tĩnh, họ xử lý cũng vậy, quân tử hơn, vị tha hơn. Còn người đàn bà thì xử lý nóng vội hơn. Đó, cho nên là cái cách xử lý của người đàn ông và người đàn bà là hai cách khác nhau. Đúng. Vậy thì khi mà một cái đứa con tinh thần của chị ra đời á, thì chị đặt cái kỳ vọng như thế nào đối với khán giả? Cái cảm xúc của chị khi mà đứa con của mình ra đời thì nó như thế nào, chị nhớ không? Phải nói là cái cảm xúc mà lớn nhất trong cái cuộc đời của người biên kịch bao giờ cũng là đứa con đầu lòng. Dạ, đứa con đầu. Và đứa con đầu lòng của Hương thì nó ra đời á, thật ra nó không được như ý của Hương mong muốn. Vì lúc đấy á, là Hương mới chân ướt chân ráo vào nghề, Hương chưa quen lắm với cái nghề này, cũng chưa có được cái uy tín của nghề. Yeah. Cho nên là lúc bấy giờ thì Hương chưa được sự trọng vọng của nhà sản xuất. Yeah. Và của đạo diễn. Đó là kịch bản nào vậy chị? Đó là kịch bản Sai Lầm. Yeah. Đầu tiên thì Hương đã giao và gặp một đạo diễn không có quen biết. Yeah. Rồi họ đã thêm thắt và cắt bớt, và nói chung là họ đã thẩm mỹ đứa con của Hương, thành ra Hương nhận nó hết ra luôn. Khi Hương coi thì Hương tiếc, Hương xót xa, đau. Cho nên là tới bộ phim thứ hai thì Hương không chấp nhận điều đó. Hương theo sát đứa con và Hương quyết liệt là bảo vệ nó đến cùng, từng chi tiết, từng lời thoại. Và quả nhiên
đứa con thứ hai đó nó đã thành công lớn vượt bậc. Dạ, yeah, đó là bộ phim nào vậy đó chị? Là bộ phim Pha Lê Không Dễ Vỡ của đạo diễn Trương Dũng. Dạ, dạ, tuyệt vời. Vậy là cái sự kết hợp giữa cái biên kịch và cái đạo diễn cũng phải hết sức là ăn ý đúng không chị? Thật ra nếu mà đạo diễn và biên kịch ăn ý thì bộ phim đó sẽ gặp được một cái thuận lợi rất là lớn. Dạ. Tuy nhiên điều này cũng không phải dễ. Tôi cho tới bây giờ thì khi mà set up phim thì đạo diễn và biên kịch vẫn cứ mâu thuẫn. Nếu biên kịch được mệnh danh là mẹ thì đạo diễn được gọi là cha. Dạ. Thì cả cha và mẹ thì thường hay bất hòa về trong cái vấn đề mà khi đứa con chuẩn bị lên phim trường. Lúc bấy giờ thì cái người can thiệp duy nhất là nhà sản xuất. Dạ. Thật ra trước đây cái nghề biên kịch là được coi là một cái nghề thầm lặng, ít được chú trọng như bây giờ. Nhưng mà rõ ràng một cái sự thành công của một bộ phim thì cái yếu tố về biên kịch, kịch bản là yếu tố hàng đầu. Đối với các Tường, với một nhìn nhận của một diễn viên thì Tường thấy rằng là cái kịch bản hay thì mới là cái phim nó mới hay được. Dù mình có nhào nặng gì chăng nữa, nó cũng phải có cái gốc. Cái gốc đó là cái kịch bản. Thì bây giờ các nhà đầu tư đó, họ rất chú trọng đến cái việc lựa chọn biên kịch. Theo như chị là một nhà biên kịch, chị nghĩ là tại sao mà bây giờ chúng ta đạt được cái điều đó? Thật ra từ khi có nền điện ảnh thì biên kịch vẫn là vai trò tiên quyết nhất. Như thế thì Hương không muốn nói là kịch bản đóng tới vai trò 70%. Ở đây Hương nhận 50% thôi. Thì cái 50% đó nó đã áp đảo hết 50% còn lại, dành cho diễn viên, dành cho nhà sản xuất, dành cho đạo diễn, dành cho hậu kỳ, tiền kỳ. Thế thì nói như vậy chúng ta mới biết được rằng kịch bản nó quan trọng đến mức độ nào. Nếu một đạo diễn cực kỳ tài giỏi mà gặp một kịch bản dở cũng không thì làm nên rồi tên của của đạo diễn, đúng không? Mà nếu một đạo diễn dở mà cầm trên tay một kịch bản hay, nhất định đạo diễn đó sẽ có cơ hội để trở thành ngôi sao đạo diễn. Thì suốt 10 năm những biên kịch của Việt Nam không được trọng vọng. Có một lần Hương ra phim trường thì Hương nhận thấy là có những cái chi tiết nhỏ có thể làm được, nhưng mà đạo diễn đã cố tình làm khác đi. Như Hương đã nói là Hương bảo vệ đứa con tới cùng mà, thì Hương cự. Đạo diễn nó có nói với Hương một câu là phim trường là của đạo diễn. Nếu mà biên kịch nhiều ý kiến quá, rắc rối quá thì đạo diễn sẽ mời biên kịch rời khỏi phim trường. Đó là một câu đau đớn nhất trong cái cuộc đời của người biên kịch. Và Hương nghĩ rằng không riêng Hương đâu, sẽ còn rất nhiều biên kịch khác. Hương cũng ngỡ ngàng, cho nên là dù thời gian qua đã nhiều, Hương không còn chấp nhận để mà nhường những cái đề cử của đạo diễn nếu như mà điều đó là phi lý. Tất nhiên điều đó là có lý thì Hương ok. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì vì cuối cùng Hương chỉ muốn cho đứa con của mình là hoàn chỉnh thôi. Rõ ràng quá dữ dội đúng không quý vị? Thật ra là những điều chị Thanh Hương chia sẻ Tường đều cảm nhận rất là đúng. Là một cái người diễn viên thì Tường luôn nghĩ rằng là để có được một cái vai diễn hay, trước tiên nó phải có một cái kịch bản tốt, rồi qua tới bàn tay nhào nặng của một người đạo diễn, và cộng với sự kết hợp tinh tế diễn xuất của diễn viên nữa để ra một cái tác phẩm điện ảnh. Là nó gồm có nhiều yếu tố, nhiều cái bộ phận thành phần, nhưng mà chúng ta phải là một gia đình và chúng ta phải tôn đúng trọng rồi những cái chất xám của nhau, và đúng cùng rồi nhau đóng góp vào đó thì nó mới ra được một cái tác phẩm hay để phục vụ khán giả. Thôi bây giờ phim trường nó đang nóng lên rồi, Tường sẽ làm thay đổi không khí một chút xíu bằng một cái thử thách nho nhỏ cho chị Thanh Hương, có tên gọi là vòng tròn thử thách. Trong cái hộp này, wow, có những cái tờ giấy, trời ơi đủ màu sắc hết ha. Đây em cho chị, đó, lựa màu đỏ thấy hot rồi. Và đây là một cái, tạm gọi đây là cái vòng tròn. Bây giờ nhiệm vụ của chị là làm sao đưa cái mặt cái gương này lòn qua được cái hình thoi trên cái tờ giấy màu đỏ đó mà không làm rách tờ giấy. Hương sẽ đưa ra một cái quyết định mà theo Hương suy nghĩ, Hương sẽ có thể, cũng có thể nếu cố gắng đưa cái vòng tròn này lọt qua được được cái ô hình thoi này. Tuy nhiên chắc chắn một điều là cái ô hình thoi này hoặc cái miếng giấy sẽ bị rách. Như vậy thì nếu mà Hương ẩn tượng á thì đây là một cái sự cọ sát, cố gắng cọ sát rất là tổn thương. Thế tại sao chúng ta phải làm như vậy? Tại sao chúng ta không để ngắm nghía và rời xa nó đi, mà tại sao chúng ta phải cố tình để đưa nó qua đây? Đúng. Hương quyết định là Hương không đưa nó qua. Em đồng ý, em rất là đồng ý suy nghĩ của chị Hương. Đối với em cũng vậy. Mỗi sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời mình á, một là mình có hai cách để lựa chọn thôi. Một là xuyên thẳng qua nó, còn hai là né nó ra nếu như mình không muốn va chạm.
đúng không ạ? Chị chọn cách là né ra, nhưng bây giờ chương trình đã đưa ra mà bây giờ em không xuyên qua cũng không được. Rồi chị giao cho em thử coi. Dạ, em cũng hy vọng là Tường đừng làm tổn thương tờ giấy nha. Thay vì là em nhàu nó lại cho nó bèo nhèo, thiệt là bèo nhèo, thì em sẽ chọn cái cách nào đó mà làm cho nó đỡ bị tổn thương nhất mà nó vẫn đẹp đẽ nhất. Ví dụ như vậy. Tại vì ở đó em có đọc ở đâu em thấy có ai làm cái này nè. Ví dụ như mình đang nóng giận á mà mình đẩy cái này qua đây thì chắc chắn tờ giấy nó sẽ rách đó. Nhưng mà nếu như mình bình tĩnh lại, mình chia nhỏ nó ra, có nghĩa là mình xếp cái tờ giấy lại thì làm cho cái tờ giấy nó sẽ mềm hơn một chút. Thấy chị Hương không tin đâu. Không tin là nó sẽ không tổn thương đâu. Thấy không? Nó mềm ra rồi nên nó lòn qua nó không bị rách. Ok. Đó, có nghĩa là chúng ta có thể băm nát cái cảm xúc giận dữ của chúng ta ra. Khi mình băm nhỏ nó ra thì cái sự nóng giận của mình nó cũng được chia nhỏ ra. Thì mình có thể dễ dàng vượt qua nó mà không có gây tổn thương cho đối phương nhiều. Đó, thì đó cũng chính là cái chủ đề của ngày hôm nay. Cân bằng cảm xúc lúc tức giận. Người ta nói rằng như thế nào? Cái sự nóng giận đó là cái bản năng, nhưng để kiềm chế được cái cảm xúc đó chính là bản lĩnh. Chính là bản lĩnh. Ngay từ đầu chị Hương cũng đã có chia sẻ, chị cũng đã trải qua một cái hôn nhân không có hạnh phúc, thì chị đã vượt qua bằng cách nào? Thật ra thì cái hôn nhân của Hương là hôn nhân 17 tuổi là bị ép duyên. Đây là cũng do một cái sự ngông cuồng của Hương, cho nên Hương phải trả giá. Sau khi mà hôn nhân tan vỡ, phải nói là tan vỡ một cách khá đau đớn á. Bao lâu sau thì tan vỡ chị? Cũng được 14 năm á. Sau đó Hương đã sanh bé gái được 7-8 tuổi rồi. Thì anh ấy ngoại tình một cách Hương làm cho Hương trợn trắng mắt luôn á. Tức là Hương bắt gặp anh ấy có bồ. Cảm xúc chị ra sao? Có nóng giận có hay là cái thái độ của chị lúc đó nó như thế nào? Bây giờ Hương cũng đang suy nghĩ là tại sao lúc đấy mình lại bình tĩnh đến như thế. Hương là một người nóng tính á. Thì Hương mới bước chân tới. Hương mới nói với anh là: anh thương ai, anh dẫn cô ấy về nhà em sẽ cưới cho anh. Rồi Hương quay xe, Hương bước về ngay. Thì Hương không ngờ tới 23 giờ đêm anh dắt cô đó về nhà. Chị nói, chị kêu là anh thương ai, anh dắt về thì thế là mình dỗi mà. Mình dỗi mà, không biết anh nghĩ sao. Cái đấy là Hương chết lặng á, không biết xử sao nữa. Cái Hương mới ẵm con ra ngoài để cho anh và cô ấy ngủ trong phòng ngủ của Hương. Anh dắt cô ấy về ở nhà 15 ngày xong rồi. Anh hỏi Hương 15 ngày đó chị đi đâu, rồi con chị đi đâu? Thì buổi chiều chị nấu cơm cho ăn xong chị ẵm con qua nhà bạn chị. Trời đất ơi. Nhưng mà sau lúc bấy giờ Hương nói với anh là bây giờ anh ký vô đi, rồi anh muốn cưới giờ nào anh cưới. Thì ngay sau khi ký ly hôn rồi thì 3 tháng sau anh có vợ liền. Mặc dù là cái hôn nhân nó không trọn vẹn, nhưng mà rồi mình cũng có được một đứa con. Nhưng mà chắc chắn là một cái người mẹ đơn thân nuôi con thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Chị có lúc nào chị cảm thấy bế tắc, bức bối trong cái việc là nuôi dạy con cái của mình trong cái khoảng thời gian đó hay không? Có. Sau khi ly hôn thì đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Hương. Thì Hương phải dẫn con theo. Mà thương một cái là mình không có nhà cửa, không có người thân tại thành phố, cho nên là Hương đưa con trôi nổi từ thành phố Biên Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai mẹ con đều ở nhà thuê, nhà trọ, chung đụng với rất là nhiều người. Lúc thì sinh viên, lúc thì công nhân. Có lúc người ta dọa đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền đóng á. Hương đã phải dẫn con nép mình vào gầm cầu á, để mà chờ bạn của mình ngày hôm sau lên cho mượn tiền để đóng tiền nhà. Thì mới được trở vô nhà ở. Trong cái tận cùng của bước đường cùng á, thì nó có một chút may mắn. Thì Hương lại được một cái công ty văn hóa rất là lớn. Họ mới nhận Hương làm biên tập. Hương đã dùng tất cả khả năng của mình có, những gì mình có thể có được để Hương làm trọn vẹn. Và những đồng tiền đầu tiên mà Hương kiếm được, phải nói là Hương cầm trên tay mà Hương nhìn nó bất động luôn á. Hương nghĩ là chắc mình sống được rồi. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Cuối đường hầm âm u nó cũng phải có một ánh sáng lè lói cho chúng ta. Em theo dõi chị gần 10 năm, em thấy chị Hương lúc nào cũng tươi xinh, lúc nào cũng yêu đời. Chào buổi sáng, chào mọi người, chúc mọi người này kia kia nọ. Thì cái năng lượng tích cực đó từ đâu vậy chị? Vì Hương đã biết buông bỏ quá khứ. Hương không ngoảnh mặt nhìn lại nó, mà Hương chỉ dùng quá khứ đó để làm một động lực, để làm một nỗ lực để mình tiến lên phía trước. Cho nên Hương biết chắc chắn một điều: hoàn cảnh hôm nay là sự tôi luyện cho ngày mai. Chắc chắn là như vậy. Nếu bạn không bước qua được ngày hôm nay, bạn đừng mơ nhìn thấy ngày mai. Con ếch nó mãi mãi chỉ ngồi dưới đáy giếng thôi, đúng không chị? Và thật sự cái chủ đề ngày hôm nay, hồi nãy Tường đã có chia sẻ rồi, đó là cách cân bằng cảm xúc khi tức giận. Vậy thì một cái câu hỏi cuối Tường muốn hỏi chị Hương là: chắc chắn trong cuộc sống phải có những lúc chị tức giận, thậm chí là tột cùng luôn, thì chị đã
làm cách nào để kiểm soát được cái cảm xúc đó của mình? Vì Hương cũng thuộc là nóng tính, cũng dễ làm tổn thương người khác lắm. Thì trước đây á, cũng có một lần Hương làm tổn thương người khác không cứu vãn được. Hương thấy họ đau à. Họ đau và họ lăn lộn, họ bế tắc và họ không vượt qua được. Từ đó nó làm cho Hương phải suy nghĩ. Yeah. Cho đến tận bây giờ thì cuộc sống lúc nào mà nó chả chọc ghẹo nhau, lúc nào mà chả có khi mình chẳng làm gì họ cũng chọc ghẹo mình vậy. Cho nên là khi mà phải chạm vào được tấn cùng cái sự tức giận thì giống như trò chơi ban nãy, khi đã cần phải cọ sát vào nhau thì Hương phải dừng lại, Hương phải suy nghĩ coi biết đâu cái cuộc này, cái sự phản kháng này của mình sẽ gây ra tai họa thì sao. Cho nên là bây giờ thì Hương đã biết kiềm chế, bây giờ Hương có bản lĩnh hơn trước. Yeah. Bản năng thì ai cũng có hết, nhưng bản lĩnh thì có thay đổi. Có thể trước kia thì Hương không có bản lĩnh, nhưng bây giờ thì Hương có bản lĩnh hơn. Có thể là mình chịu đau một tí, hoặc là mình chịu thiệt một tí, để cho nó khỏi tránh ra được cái tình thế mà không cố vãn được. Thật ra là ai cũng phải trải qua những cái va vấp, ai cũng có những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm. Bản thân em cũng vậy, em là một người rất là nóng tính, và cũng đôi lần trong cuộc sống, trong công việc, mình thấy cái sự nóng tính đó đã bóp chết đi của mình rất là nhiều cơ hội. Và cũng cái sự nóng tính đó mình cũng đã làm tổn thương rất là nhiều người xung quanh. Và qua đó thì mình mới từ từ học rút ra từ từ, chứ không ai tài giỏi mà đúng sinh rồi ra mà đã biết kiềm chế liền. Và trải qua một giai đoạn, cho nên là một cái lời khuyên thôi, thì tất cả chúng ta cứ thả lỏng, có một cái chuyện gì đó mình hít thở sâu một chút chị nhá. Rồi mình mọi thứ nó đơn giản hơn một chút thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự cọ sát, giống như cách xử lý của chị Hương lúc nãy tuyệt vời. Cảm thấy không ổn, né. Đúng rồi. Không tổn thương ai. Khi đối phó với cảm xúc tức giận của Thanh Hương, đó là kéo giãn thời gian. Chính lúc đấy Hương sẽ có thời gian để suy nghĩ mình sẽ phải làm gì, và lúc bấy giờ làm gì sẽ là biện pháp đúng đắn nhất. Và chúng ta sẽ tránh khỏi được cái cơn nóng giận tức thời có thể làm tổn thương cho đối phương và chính cho bản thân của mình. Bí quyết nuôi dưỡng ngòi bút của Thanh Hương, đầu tiên là chúng ta đừng đặt nặng áp lực lên vai, lên não, lên trái tim của chúng ta. Vì người sáng tác làm việc bằng chất xám, cho nên chúng ta hãy luôn luôn một cái trạng thái là buông lỏng, để chúng ta nuôi dưỡng nó, vừa làm, vừa tận hưởng cuộc sống, vừa chơi, vừa lăn xả vào cuộc đời. Như thế ngòi viết của chúng ta sẽ luôn luôn như một dòng chảy đúng nguồn, càng khơi, nguồn càng trong và càng mạnh. Em cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Một cuộc trò chuyện ngày hôm nay rất tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình, có tên gọi là Chuyên gia thách đấu. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta quay trở lại với chương trình Ai Cũng Có Thể. Và đây là chuyên mục Chuyên gia thách đấu. Kính thưa quý vị, đến với phần Chuyên gia thách đấu thì khách mời đặc biệt của chúng ta sẽ được gặp gỡ một chuyên gia. Cô ấy đang ở phòng bên kia và đang chuẩn bị sẵn cho chị Hương một thách đấu. Sẵn sàng không chị? Lăn xả không chị? Sẵn sàng. Vậy nha. Có nhiều chơi nhiều. Có nhiều chơi nhiều. Okay. Vậy thì bây giờ em mời chị Hương theo em qua phòng bên cạnh để gặp chuyên gia hiệu suất. Xin mời chị. Rồi, chào em gái. Bây giờ em có thể tự giới thiệu về mình một xíu nha. Dạ, em tên là Trần Ngọc Hạnh. Em là chuyên viên làm hoa giấy, backdrop và trang trí sự kiện ạ. Chuyên viên trang trí và sáng tạo hoa giấy Trần Ngọc Hạnh, cô nàng 9X sở hữu trong tay hàng loạt bí quyết trang trí và sáng tạo các loại hoa bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ những đồ vật thô sơ, mộc mạc, Ngọc Hạnh đã khéo léo biến hóa thành những tác phẩm tuyệt vời. Với niềm đam mê trong nghệ thuật sáng tạo hoa giấy, Ngọc Hạnh luôn nỗ lực phát triển từng ngày để mang đến những giá trị tốt đẹp nhất dành cho tất cả mọi người. Biết làm hoa không? Nữ công gia chánh. Ừ, ổn không? Thôi mình thử đi. Thử đi hả? Sao cái mặt thấy tái tái căng thẳng. Hồi nãy nói rồi có nhiều chơi nhiều mà. Có nhiều chơi nhiều nha. Hôm nay thử thách của em đưa ra cho chị Hương là gì nè? Dạ, theo em được biết là chị Hương là một người chuyên sáng tạo về nội dung. Với lại chị có rất là nhiều phim, kịch bản hay. Cho nên em nghĩ là chuyện sáng tạo đối với chị là một cái chuyện rất là đơn giản. Hôm nay em đem tới đây là thử thách là làm hoa giấy. Nhưng mà hơi khó hơn một chút xíu là chị phải tự tay sáng tạo ra những bông hoa để cắm vào bình. Ok ok, em là thua rồi đó, em không biết chị sao thôi đó. Cái này là mình làm theo sáng tạo và sở thích riêng của mình. Những cái cuộn giấy này gọi là giấy ru băng hả? Dạ, cái này là keo sáp chị. Trời đất ơi, keo sáp biết không?
Trời keo ơi, tôi sáp sao làm. Cái này là keo sáp, cái này dây gì? Dạ cái dây này để mình cứ sử dụng thôi. Cột gọi là dây thì... gì? Dạ cái này là dây gai. Ngoài ra em còn thấy là có keo, rồi kềm, rồi kéo, rồi đúng dao, đúng rồi thước, rồi giấy. Ủa giấy để làm gì em? Dạ hôm nay là tụi em sẽ thử thách làm là... hoa bằng giấy ăn. À. Em với chị Thanh Hương sẽ mỗi người sẽ làm 10 bông hoa giấy. Dạ, nếu ai mà làm xong thì sẽ chiến thắng. Ai làm xong trước người đó thắng, được không? À, căng quá, nhưng mà không sao đâu. Em phụ chị. Mình thua chuyên gia chả có gì nhục hết. Đúng. Rồi, đã như vậy thì cuộc thi của chúng ta xin phép được bắt đầu. Xin mời cả hai đội. Trời ơi, chị còn biết làm là chị giỏi rồi. À, cái này là bông hồng mới nhú. À, cái này hoa tulip. Hoa la kèn. Hoa loa kèn hả? Trời ơi, em thấy được cái loa kèn em chết liền luôn á. Thấy, loa kèn mướn. À, loa kèn. Trời ơi, cái hoa loa kèn mà trời. Trời ơi, cái loa kèn đâu, em không thấy cái loa gì trơn vậy chị. Em sửa lại cho cái kèn nó rộng ra. Này nó chưa nở mà. Khỏi cần băng keo luôn. Wow, cái này bông gì em? Dạ, em làm bông cúc chị. Ồ, bông cúc. Em bắt đầu đam mê làm này từ hồi nào? Dạ, cái này em làm từ hồi 2015 á chị. Là bây giờ đã được 7 năm rồi. Tự nhiên cái suy nghĩ từ đâu mà để em làm những cái này? Dạ cái này là tại vì hồi trước em thấy người ta làm đẹp quá chị. Xong rồi em coi mấy cái clip ở trên mạng, xong rồi em bắt đầu học làm theo. Đồ tài thoăn thoắt hay quý vị. Công nhận từ cái giấy ăn mà ra cái hoa đẹp thiệt luôn chứ. Thật là bất ngờ cả nhà ha. Những cái điều rất là đơn giản nhưng mà mình đâu bao giờ nghĩ mình làm được đâu ta. Như cái này phải có cái sự khéo tay, rồi một cái tâm hồn nữa, rồi một cái sự tỉ mỉ nữa. Thế cái này nếu mà ai nóng tính là có thể làm nền thời gian là nó đầm tính lại phải không em? Dạ. Còn nếu mà làm không được nữa thì nóng hơn vậy. Đập bể bình bông luôn đó, đúng không? Dạ. À, chắc chị là đập bể bình bông rồi đó. Ủa thì sao tự nhiên càng ngày nó càng nhỏ dần vậy chị yêu? Cái này cái nụ. À cái nụ đó hả? Cái nụ là tính là hoa hay tính là nụ? Nụ. Trời đất ơi. Chưa xinh mà. Nụ của hoa tulip á hả? Ừ. Hai cái nụ hay cái hoa xong rồi mình đổi qua hoa hồng. Hoa hồng làm được luôn hả? Ừ. Trời ơi. Chị thật là vĩ đại. Này nó ra được hoa này sao khác rồi nè. Này đâu phải cái nụ nữa. Này là hoa cẩm chướng nè. Nó chướng chướng rồi nó nở nè. Đó mình sẵn sát thì nó ra cẩm chướng. Còn cái này chị thành hoa gì rồi. Cái này tươi thành hoa cúc dại nữa rồi. Hoa gì ấy. Hoa cỏ lâu. Này là hoa tàu. Hoa tàu lao. Bốn bông rồi nha em. Em làm cho em thua chị đó nha. À, ai làm nhanh là thắng à, bên kia người ta bốn bông rồi đó. Chị cắm cụi chị làm, chị không thể, chị không ngước nhìn luôn. Em thấy hoa ghê không? Tính phụ chị Hương, tưởng đâu chị thua. Ai dè, chị sáng tạo quá, các tường đứng ngó thôi, không dám phụ luôn quý vị. Phụ hồi nữa chị thua, chị đổ thừa tại các tường đụng vô cái hoa chị. Người phụ nữ miệt mài, chăm chỉ, không có gì là gọi là thách đố, thách thức được chị ấy. Cái này cũng có thể là cái nụ nữa. Nữa thôi, người ta kêu làm 10 cái bông hoa nha chị nha. Chứ người ta không có kêu là cắm 10 cái nụ nha chị. Chị ăn gian dừa thôi chứ. Nó hoa của chị rồi coi có càng ngày càng có chút ép hà. Mà tính là này mà đếm 1 nữa thì chết luôn. Cái này là cái nụ. Rồi, gắn vô. Thấy chị chăm chỉ, em thấy chị hình ảnh này chị đẹp dễ sợ luôn đó chị Hương. Thấy chị dễ thương mà giống như kiểu là đang không biết đúng ra nghiên cứu sáng tác là mặt căng hơn hay là mặt cũng thư thái vậy đó. Bánh bèo quá phải không? Bánh bèo quá. Nó hồng này là giống như hai chị em mình đó. Nó nở tè le tắt lét rồi đó. Nó hồng chứ bộ. Đẹp đẹp, nãy giờ em thấy cái hoa này là đẹp nhất và có công phu nhất. Em yêu cầu chị phải làm hoa từ này trở lên. Chứ chị đừng có chơi ăn gian mà cứ chấm chấm nhòn nhòn nụ nụ như vậy nữa nha. Hoa không tên là em muốn chịu đâu à. Hoa ít ra nó phải vậy nè, đó, đẹp. 5 bông. Để xem hôm nay bên này cái hoa hồng nó như thế nào. Wow, thì ra là như vậy. Thôi, vô tay em là em không biết làm cái hoa nào luôn. Chị Hương là xuất sắc, quá giỏi. Nữ công gia chính đầy đủ. Đây, em cắm cho, cứ làm đi. Wow, đó, vậy mới ra cái hoa nè. Bốn cái hoa này, bốn cái hoa ăn gian của bà nè, trời ơi trời. Hay quá quý vị ơi, thời gian thấm thoát phai đưa. Hai người phụ nữ thoăn thoắt. Em thấy họ xoắn bằng giấy quấn. Còn chị là ép từng cái cánh vô. Mỗi người mỗi kiểu. À, bên đây là lắp ráp vô từng cái cánh ra cái bông. Còn bên kia là quấn tờ giấy xếp thành cái bông. Mà em đứng bển cổ làm rất chậm. Em qua đây em nhìn qua thấy cổ làm rất lẹ. Mình bứng lên cái là cổ quýu liền. Cái này là hồi lúc học cấp 2 tới giờ luôn á. Mấy chục năm rồi mới sử dụng á. Không, bây giờ tối nay về cứ việc là lấy sách giấy ăn lên giường ngồi làm một mình đi. Chị làm chừng 3 đêm thôi là có thể mở shop bán được luôn đó. Biên kịch mà bán chữ thôi. Bán chữ không bán bông nha. Và chuyên gia của mình đã xong. Qua đây em đợi một chút xíu em hãy đi tham quan.
vườn hoa của chị Hương đi em. Đó, em thấy hoa hồng chị làm cũng đẹp lắm chứ bộ, giỡn hoài. Chị ghép từng cánh đẹp không? Dạ. Đây, chị làm như công phu là chị em cũng còn thiếu bông nữa chị ơi, mới có 9 bông hả chị? Làm cái nữa em. Một cái nữa mới đủ chị, mình phải làm cái bông hồng hả? Bông gì cũng được, một cái bông nữa mới đủ. Nè bây giờ em nói chị nghe nè, em để bé chuyên gia chỉ cho chị coi cái bông hồng, bạn ấy làm cái cách khác để đúng giờ rồi, mình biết dạ. Cách làm. Xếp đôi lại. Đây nè chị lấy cái này nè chị Hương, chị xếp đôi lại. Dạ, thử coi. Tại em thấy chị Hương cũng rất là khéo tay, nhiều khi hôm nay chị về chị có thêm một chiêu làm có thêm chiêu làm bông hồng cho các bạn. Để vậy nè. Dạ rồi, em gấp cái này lại. Gấp bên đây. Dạ. Gấp vuông đúng không? Gấp vuông xuống dạ. Gấp tam giác xuống. Rồi. Rồi em sẽ cuốn cái này vô. Dạ, bắt đầu ở đây chị cuốn cái này. À. Dạ. Cuốn hết vô luôn chị. À. Cuốn tròn vô luôn dạ. Nè, cuốn này tròn vô vậy dạ nè. Dạ này, cuốn tròn vô hết luôn. Cuốn. Đó. Để làm cái nhị hoa. Đúng rồi. Rồi cầm lên, cầm lên. Lên tới gần cái mũi nhọn này thì em bẻ xuống một xíu. Dạ bẻ cái mũi nhọn này ra phía sau một xíu dạ. Đây dạ rồi. Đúng không? Dạ rồi bây giờ em bắt đầu quấn vô từ từ thôi dạ. Để cứ quấn vô từ bẻ cái tay á dạ nhít vô đẩy nó lên chị. Ừ, đẩy cùng không ra cái đẩy nó lên chị cho bị dài rồi đó chị, cái xu thế chị là cứ dài dài không à. Dạ, chị nhúng một ít vô dạ. Tiêu rồi, cái này bông hồng chưa nở. Dạ là cái này là hoa hồng của em dạ. Thôi kệ chị, Barbie nết luôn thành 11 bông rồi gắn vô. Barbie, gắn Barbie. Sau một khoảng thời gian rất là ngắn, tường đoán chắc là không tới 10 phút thì cả hai cũng đã thực hiện xong cái bình bông của mình với yêu cầu đặt ra là 10 bông. Mà đương nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy rồi là chuyên gia hiệu suất của mình đã thực hiện nhanh hơn. Và bông thì đương nhiên là nó cũng hài hòa hơn. Và phần thắng là thuộc về chuyên gia. Thì xin mời bạn hãy cho biết bạn đưa ra cái thử thách này với cái mong muốn là để áp dụng như thế nào trong cái cuộc sống của mình. Với em á là trang trí hoa và làm hoa nó làm cho tâm hồn mình nó thư giãn hơn, thoải mái hơn. Và nó làm cho cái cuộc sống của mình nó có nhiều nguồn cảm hứng hơn để mình có thể cân bằng được cái cảm xúc của chính mình. Mình làm một bình hoa để tặng riêng cho mình hoặc là tặng cho những người thân yêu của mình thì lúc đó những buồn bực hoặc là mệt mỏi nó sẽ tan biến hết. Wow, điều này quả đúng là chính xác. Tường công nhận là khi làm hoa chúng ta cũng thấy là mặt chị Hương cũng rất là rạng rỡ, không có gì là căng thẳng hết. Và bản thân khi mình chăm chút làm một điều gì đó, mình cũng có thể giải tỏa được cái năng lượng xấu trong cơ thể của mình, cân bằng cảm xúc, đúng không chị? Đúng rồi. Và em phát hiện ra, thí dụ như bây giờ một cái ngày lễ Tết, một ngày đặc biệt, mình mua bó hoa cũng hơi tốn tiền nha chị. Đúng rồi. Nếu mình tự làm được một bó hoa đẹp như vậy tặng cho người thân của mình, vừa ý nghĩa vừa giá đỡ trị, tốn giá tiền trị tinh thần. Em thấy có rất là nhiều giá trị trong cái thách đố ngày hôm nay mà chuyên gia hiệu suất đã mang đến cho chúng ta. Và ngay bây giờ thì các Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Ai cũng có thể. Bí quyết chọn bình hoa trang trí trong nhà của mình đó là chọn theo kích thước, màu sắc, hình dáng. Nếu mà bình hoa hình trụ, thủy tinh thì mình sẽ chọn những hoa có thân thẳng, dường như hoa hồng. Rồi những bình tròn, có miệng rộng thì mình sẽ chọn những bông hoa bự hơn, như là cúc mẫu đơn hoặc là lily. Mình sẽ cắm nhiều lên. Bình mà có miệng nhỏ hơn thì mình cắm những hoa mà thanh mảnh hoặc là chỉ có một cành, như là hoa lavender. Ý tưởng trang trí hoa tươi của mình đó là có thể mình để chậu hoa hoặc là bình hoa ở phòng khách, nhà bếp hoặc là bề cửa sổ, hoặc là mình treo ở trên tường. Cách mình phối màu hoa là chọn màu hoa tương đồng với lại nền trang trí. Ví dụ như là mình ở phòng màu xanh dương mình sẽ trang trí hoa duyên vĩ hoặc là lavender. Phòng có những màu tông trầm thì mình sẽ trang trí những hoa có màu sắc rực rỡ như là hoa đỏ, vàng, cam. Các vị khán giả thân yêu ơi, thời gian trôi qua thật là nhanh, như vậy là thấm thoát một chút xíu mà đã hết thời lượng rồi quý vị. Rất là buồn nhưng mà chúng ta phải hẹn gặp nhau ở tuần sau quý vị nhé. Nhớ lúc nào cũng ủng hộ và đón xem chương trình Ai cũng có thể của chúng tôi. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.